Dạ, xin chào cả nhà, mình là Nhân đây ạ. À, xin chào mọi người đến với kênh của mình là Nhân 87 Vlog ạ. À, hôm nay mình sẽ tiếp tục hành trình là quay các tuyến đường ở thành phố Sài Gòn ạ. À, hôm nay mình sẽ quay tuyến đường Trần Xuân Soạn, khu vực quận 7 ạ. À, khu vực quận 7 này, đường Trần Xuân Soạn thì tới lúc mà thủy triều lên cao á mọi người, nó hay ngập lắm. Chiều cường mà mấy lúc rồi mà một tháng chiều cường lớn đó, là ngập đổ bánh xe, rất là tuyến đường này thấp. Bên phải của chúng ta là một cái con đường mới hoàn thành đây khoảng 2-3 năm. Đây bên phải là bệnh viện tư nhân. Đường này khá tải đi đó, tải. Dạ, con đường này á là chúng ta nếu chạy thẳng tiếp á thì nó sẽ tới đường Quỳnh Tấn Phát, quận 7. Tuyến đường này nói tới trục khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chế xuất Tân Thuận. Phía trước của chúng ta đó là cây cầu Kênh Tẻ. Cây cầu là nói qua bên quận 4. Nói tiếng qua bên quận 4. Mình đi con đường này vào buổi trưa cho nên nó ít kẹt xe. Buổi sáng là phần lớn là công nhân viên chức của khu công nghiệp, khu chế xuất Tân Thuận đi đường này rất là đông. Phía trước của chúng ta là con đường Lê Văn Lương. Đường Lê Văn Lương là nói từ Trần Xuân Soạn và chạy thẳng hoài tới dưới giáp ranh Long An. Thêm một chút chạy tới khúc qua cầu Gạch Đĩa là sẽ tới khu vực huyện Nhà Bè. Thank you.
cái khúc những khúc khu vực như Quỳnh Tấn Phát nè, Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương, thì những tuyến đường này hay ngập khi chiều cường lớn. Lúc trước mình có thời gian ở đường Lê Văn Lương rồi đi làm nước ngập má trời ngập luôn, không mưa cũng ngập, chỉ càng chiều cường lên là ngập. Con đường này buôn bán thì thấy ít hơn đường Phạm Thế Hiển. Nhưng mà mấy cái đường nhánh đó, vô trong á là buôn bán đông. Tới đây là tới đèn xanh đỏ, đường bên phải chúng ta là đường Lâm Văn Bền. Những đường nhánh vô là rất là đông phương pháp này vô, như là đường Lâm Văn Bền vô là cư xá Đô Thành. Đây video này là mục đích chính là dành cho những cô chú anh chị xa Sài Gòn lâu nhìn lại để mình thấy Sài Gòn có sự thay đổi như thế nào. Thì đồng ý là thời gian thì tất nhiên sẽ có sự thay đổi rồi, nhưng mà thay đổi nhanh hay thay đổi chậm đó, là một vấn đề. Thay đổi tích cực hoặc thay đổi tiêu cực. Rồi, mọi người thấy có sự thay đổi như thế nào thì nhớ comment phía dưới để chúng ta tương tác nhau. Giờ phía trước của chúng ta là đã tới cầu Tân Thuận rồi mọi người. Cầu Tân Thuận là một cầu rất là nổi tiếng, nhiều người biết tới. Cầu Tân Thuận nói quận 7 và quận 4 bên phía đường bên kia quận 4 đó là đường Nguyễn Tất Thành. Đây, trước dưới chúng ta là cầu Tân Thuận rồi, chúng ta là cầu Tân Thuận 2. Khoảng 100m nữa là chúng ta đã kết thúc con đường Trần Xuân Soạn. Video cũng dài, mình xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình. Mọi người nhớ nếu mà thấy thích thì hãy bấm like và subscribe kênh để giúp mình tăng lượng tương tác. Xin cảm ơn mọi người.